Em ơi anh à, chúc sức khỏe nhé. Mày vui quá. Từ đầu đến giờ, bây giờ mới dám hỏi anh, phía bên anh dạo này tình hình công việc thế nào? Thôi cái chú buồn cười, đang nhậu nhiệt anh em vui vẻ đến cái bản chuyện công việc. Thì vẫn đang nhậu đây. Vâng. Mà này anh này, em nghe nói là ở bên Mê Hạ có dự án gì mới à? Cậu cũng thính nhỉ, sao biết? Anh, quê nghĩa mà lại... Thực ra là cũng nghe phong phanh là như vậy. Nhưng mà sao? Các cậu định sang đấy săn à? Sao không thấy nói gì cho anh hết nhỉ? Thì đấy, bọn em đang hỏi anh đây còn gì nữa. Anh yên tâm, bọn em có bao giờ để cho anh thiệt đâu mà anh phải lo. Nào, em mời anh uống hết ly này. Thôi, không hết được đâu. Anh uống đủ rồi, anh say rồi. Thôi, hay là anh em mình đi làm tí văn nghệ nhỉ? Ê anh, không phải đi đâu cả. Ở đây là văn hóa văn nghệ là đầy đủ luôn ạ. Anh cứ để em ạ. Thế rồi. Thôi mình cứ uống đi. Được rồi. Hết nhá. Ừ. Đây. Vào đây. Đây rồi. Chào các anh ạ. Giới thiệu với anh, đây là bạn sinh viên trường nghệ thuật. Hôm nay bạn ấy sẽ phục vụ anh em mình. Tuyệt vời. Anh muốn bạn ấy hát bài nào anh cứ yêu cầu ạ. Em ơi, em cứ thoải mái lên nhá. Dạ vâng. Hát cái bài gì mà em thấy hay là được. Dạ vâng ạ. Đây, em cứ vô tư thoải mái nhá. Dù ngắn nỗi nhớ quá dài.